ước gì em được đến bên anh như giọt nắng buông dài trên vai áo. Anh cảm nhận dịu dàng một giấc thắm trên đôi má đang thoáng ửng hồng. Ước gì em được đến bên anh như cơn gió mong manh lùa mái tóc. Anh sẽ nghe trong lao sao dịu dàng tiếng em thì thầm nhớ. Mày làm gì lề mề dữ vậy? Vô đây kiểm tra hồ sơ giùm tao chút xíu coi, tao thấy nó sao sao đó. Hợp đồng này lúc trước đã ký với bên công ty Toàn Thắng rồi, sao bây giờ lại chuyển phần còn lại qua công ty của John? Công việc Kiều này đang có vẻ lộn xộn lắm mày. Công trình nhà hát giấc mơ mà ông ta đang thi công á vẫn còn đang ì ạch, dục lên dục xuống á mà tiến độ thi công vẫn dậm chân tại chỗ. Sao giờ đây lại chú Hoài chỉ đạo việc này hả? Bộ mày nói tao tự ý hả? Mày nói thằng cha John lộn xộn làm sao? Bạn thân của sếp đó, người ta nói ổng tiền gửi khắp ngân hàng lớn trên thế giới luôn đó. Thì đó là ổng khuấy sếp mình như vậy thôi, chứ thực lực tài chính của ổng ra sao chú Hoài đâu có biết được. Ừ, mà sao mày không đưa vô hợp đồng điều khoản về việc nhà thầu phụ cũng phải đặt cọc? Tao đâu có thấy sếp chỉ đạo việc đó đâu. Giá bỏ thầu sao bèo quá vậy? Trong thời buổi bảo giá như thế này á mà ông ta bỏ giá như vậy, coi chừng bể xô đó mày. Tao e là chính viên trả bỏ thầu với giá thấp như vậy nên sếp mới gạt qua cho hắn. Giá bỏ thầu á chỉ là một trong những yếu tố xét thầu chứ không phải là yếu tố quyết định. Tao e là có bánh lưới ở đây nè. Thằng cha đó mà dừng thi công á là công ty đứt liền. Thôi vậy đi, mày giúp tao viết toàn bộ những suy nghĩ của mày để ngày mai tao vô báo cáo với sếp nha. Ê nè, một lần này nữa thôi nói ngang, mày phải tự làm chứ. Sao tự nhiên mày nghĩ ngang không? Làm tao gánh cua nợ của mày. Lỗi do mày, mày phải gánh chịu. Rõ là tháo dạ đổ dạ cho. Thôi, sáng mai qua nhà tao lấy ngang. Vậy mới là thằng mạnh chứ. Mà nè, có định quay về công ty làm việc nữa không? Mà nghe đồn là mày chuẩn bị làm rể của sếp hả? Ừ, cuộc đời lên hương rồi nha. Quay lại á phải ngồi cái này cái nọ chứ, đúng không? Nhớ nha, nhớ là để mắt tới thằng này nha. Chắc là không có chuyện đó đâu mày. Thôi, tao đi ngang. À Tuấn nè, tao muốn hỏi mày một chuyện, mày phải trả lời thiệt tình. Theo mày thì tao có nên cưới Thư không? Tao băn khoăn quá, tao cần lời khuyên. Bộ mày sướng quá nên mày mất suy nghĩ hả? Mày mù vớt cá ráng còn chê cá ương nữa. Con xin cha nội cưới giùm con cho con nhờ. Không là hả, mày nhảy ra tao nhảy vô à nha. Ờ, vậy là cưới hả? Nhưng mà liệu cô ta có thiệt tình chịu cưới tao không?
Cảm ơn mày. Cậu có bị thần kinh không vậy? Hả? Thiệt tình là thiệt tình sao? Cậu nói những lời vừa rồi là để rút lời lại đúng không? Con tôi đâu phải trái banh, cậu muốn đá sao thì đá. Hôm trước thì lại lục, năn nỉ, xin tha. Còn bây giờ muốn thôi rồi thôi cái rụp là sao? Cô à, thiệt tình thì cháu không có ý đó. Cháu chỉ sợ là nếu như Thư không muốn mà cô chú thúc ép thì tội nghiệp cho Thư lắm. Tôi hiểu rồi. Cậu định chơi trò đạo đức giả. Hôm trước thì khóc lóc, hối hận, ăn năn. Còn bây giờ cười được vô mặt vợ chồng tôi thì bỏ chạy đúng không? Dạ cô ơi, cô đừng nói như vậy, tội nghiệp cho cháu. Thiệt tình là cháu nghĩ nếu gì bị cô chú ép mà Thư buộc phải gật đầu nhận lời thì rất có thể sau này Thư sẽ liều mình. Thư có thể làm như vậy lắm đó cô. Thôi được rồi, con Thư nó đồng ý, cậu không cần phải lo. Có đem giấy bút theo đó không? Dạ có. Lấy ra, ghi vô. Ghi cho kỹ rồi làm theo. Dạ. Trước nhất là ngày giờ để tiến hành mọi lễ lạc theo phong tục, toàn là những giờ đẹp nhất. Tôi căn cứ vào lá số tử vi của hai cô cậu để nhờ thầy chọn cho toàn những giờ đại cát, như là dạm ngõ nè, rồi ăn hỏi nè, rước dâu nè, giờ động phòng nè, toàn là những giờ đẹp nhất. Con coi làm sao? Thấy má mặc chiếc áo dài có đẹp không? Trời ơi, má mặc đồ khính của ai vậy? Đồ khính là sao chứ? Đám cưới của con trai, chẳng lẽ má không được phép sắm chiếc áo dài sao? Không phải, dĩ nhiên là má được quyền mua đồ cho mình rồi. Nhưng mà ý con á không phải là cái này. Nhìn màu sắc nó lè lẹt quá. Phải chi mà má lựa cái nào màu nó trầm trầm hơn á thì sẽ dễ nhìn hơn đó. Thì nói chung thì cũng lè lẹt thiệt. Nhưng mà thôi, má lỡ trả tiền rồi, thôi kệ, đi. Với lại trong đám cưới người ta hay xài màu đỏ cho nó hên vậy mà. Ngồi xuống. Nè, nghe má hỏi nè. Sao từ hổm đến nay á má không thấy con dâu tương lai ra mắt má chồng vậy? Tại Thư bận quá má à. Dạo này phải lo học bài, lo thi cử nữa. Thư du học mà. Bận gì thì bận chứ. Chứ tới ngày này á thì phải chạy về để ra mắt má chồng chứ con. Với cùng cách này á thì con sẽ khổ đó nghe Mạnh. Nhưng mà họ có coi lại chứ con? Ghi gì mà kính mít cuốn tập vậy trời? Ủa, cái gì vậy con? Cuối tuần này ăn hỏi rồi hả? Sao gấp dữ vậy? Hai nhà đã chính thức gặp nhau chào hỏi rồi bàn chuyện cưới sinh đâu? Thôi mà má, đã giao cho người ta sắp đặt rồi, người ta biểu sao mình làm vậy đi. Cái thằng, như vậy làm sao được chứ? Ủa, như vậy là chỉ có mình nhà họ là quyết định ngày giờ hả? Ít ra cũng phải hỏi ý kiến nhà trai chứ. Cái kiểu này á là họ ỷ nhà họ có tiền nè, họ ức hiếp nhà mình á. Không được, má phải tới nhà họ để hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà nhà họ ở đâu vậy? Thôi mà má, má thương con, má đừng có làm vậy. Thương thì thương, nhưng mà má phải nhất quyết gặp mặt họ. Còn con nữa, con đừng có nghĩ nó là thiên kim tiểu thư rồi con nhịn nó quá mức, khiến cho nó kẹp chân vào cổ mà sai khiến con đó. Dạy vợ từ thuở bơ vơ, con phải nằm lòng câu nói đó. Tức thiệt á. Nè, con dẫn má tới gặp họ đi.
Má, bộ má tính nói vậy là làm thiệt sao? Thôi đi má, bây giờ mình tới đó thì đâu có lợi ích gì đâu. Con đừng có cản má. Nếu mà con á còn coi má là má của con á thì dẫn má tới đó. Má à, thôi được rồi, nếu mà mày không dám đi đó thì nè, viết địa chỉ nhà họ đi, tự má tới. Lẹ lên. Má, viết đi. Trời ơi, cứ vài tháng là nó ra hàng loạt các loại áo cưới mới. Rối mắt, mẹ không biết đường nào mà chọn hết. Nè, con coi đi, rồi con chọn cái áo cưới nào đẹp. Nè, cái này đẹp nè Thư. Thư, con có nghe mẹ nói gì không? Sao lại phải váy cưới làm gì cho phiền hà vậy? Mặc như vậy rồi ra đám cưới luôn có sao đâu. Cô dâu mà con ăn mặc như vậy đi. Con cũng có máu khôi hài quá ha. Thôi mà, bây giờ con chọn đi, con ưng cái nào con nói cho mẹ biết nha. Mẹ không thích con mặc như vậy thì mẹ cứ chọn đại đi. Con mặc cái gì chả được. Con vừa phải thôi nha. Cưới con hay là cưới mẹ hả? Không phải là cưới mẹ rồi, nhưng mà cũng đâu chắc là cưới con. Thư à, chính con trả lời ba mẹ là con đồng ý cưới. Ba mẹ không có đánh đập tra tấn gì con để mà ép con đồng ý cưới hết á. Con được ăn học đến nơi đến chốn, con phải nghĩ đến công lao ba mẹ chứ. Con làm như vậy là không được đó nha. Họ hàng nhà ta, nội ngoại có đến hàng trăm người, lại còn bạn bè thương trường của ba con nữa. Đó, con cũng phải làm cho ba mẹ nở mày nở mặt chứ. Mẹ muốn ngày hôm đó con gái cưng của mẹ phải có một bộ áo cưới thật sang trọng và nhã nhặn. Lựa đi con nha. Thôi đứng lên đi con, đứng lên đi vô thay đồ rồi đi với mẹ. Mẹ, bây giờ này, con muốn mẹ phải năn nỉ con hay sao? Đi, đứng lên, đứng lên con. Mẹ kỳ thiệt á, tiệc cưới sinh này thì có gì đâu mà quan trọng. Thôi được rồi, đi vô. Chị. Dạ. Nhà của mình cũng dễ tìm quá ha. Chị cho tôi vô nhà được không? Con chào bác. Chào chị. Dạ. Tiếc quá bây giờ tụi tôi có việc phải đi. Cảm phiền chị khi khác tới được không ạ? Dạ được, không sao. Để lúc khác tôi vô nhà cũng được mà. Dạ. Chị cảm phiền, chào chị. Xì, khi người như có rác, nhà giàu ai cũng như ai hết. Ai vậy mẹ? Mẹ chồng tương lai của con đó. Nhưng mà con đâu có sống với bả đâu, quan tâm làm gì. Anh Chính. Dạ. Coi giùm tôi đi, cái xe nó dở chứng nữa rồi. Xe của mệt chị quá. Lại hư nữa à? 5-3 ngày lại hư. Thôi chị, bán đi chị ơi, mua cái khác. Chị thiếu gì tiền. Nè, đẩy xe từ quận nhất về tới đây đó nha. Đừng nói giọng đâm hông tôi đó. Dạ, xin lỗi, để tôi xem cho.
Trời ơi, hết xăng rồi làm sao mà nổ được? Hả? Hết xăng rồi hả? Dạ. Trời ơi, sao tôi ngu quá không biết nữa. Ê, nè, tụi bay biết không, hôm bữa mà lễ chạm ngõ rồi tới lễ hỏi đó, trời ơi, bà con lối xóm nè hả, nể phục nhà mình dễ sợ đó nghe. Họ nói á, từ hồi nào giờ cái xóm này nè chưa có anh nào lấy vợ mà lễ lạc linh đình hoành tráng như anh hai của mày hết á. Linh đình hoành tráng lắm mà, tiền của thiên hạ, vậy ai mà chẳng linh đình được. Tiền nào mà không là tiền, bên nhà họ có được anh mày làm rể là có phước lắm rồi, bao nhiêu đó nhằm nhò gì. Má đừng có nói như vậy, tới tay cô chú bệnh thì không hay đâu. Thì thôi, má không nói nữa. Mạnh, công nhận con mặc đồ vest đẹp trai thiệt đó nha. Tướng tá cao ráo bảnh trai như vậy đó hả, thì con phải làm cái chức mà tổng giám đốc gì đó thì mới xứng đáng với con thôi hà. Nè, kỳ này á, con trở thành con rể của ổng rồi đó, con nhớ là hối thúc ổng cân nhắc con lên cái chức ông này ông nọ nha con. Nè. Dạ. Còn con nữa, sao không lo đi coi quần áo gì đi, không thôi sáng mai lại quýnh quán lên quần quần áo áo làm trễ giờ nữa con. Con mặc vậy cũng được rồi. Nói chung là con không có thích đám cưới này. Con thấy tội nghiệp anh hai của con lắm. Anh hai không sao đâu. Tụi bay làm gì vậy? Đám cưới mà làm như đám ma vậy? Sao lâu quá vậy? Ừ. Ra đi.
Một là anh sang phòng kia ngủ, hai là anh ngủ dưới sàn. Sao lại phải như vậy? Bộ anh tưởng cưới xong là có được tôi hả? Đâu có dễ như vậy. Đơn ly hôn tôi đã thảo xong rồi. Trước khi tôi đi tôi sẽ đưa cho anh ký, rồi nộp ra tòa án. Như vậy là coi như xong mọi ràng buộc giữa chúng ta. Như vậy thì tại sao em lại chấp nhận làm đám cưới chứ? Phải còn một lý do gì nữa đây? Sao tôi mệt mỏi quá chứ? Anh, liệu mọi chuyện có suôn sẻ như mình muốn không? Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai. Sao không vô phòng hỏi thẳng nó đi? Duy Duyên, nói chuyện với anh tức như bị bò đá. Cầu trời khấn Phật cho con Thư nó đầm tính trở lại. Đừng có nghĩ đến chuyện ly hôn ly dị gì hết. Bây giờ mình chờ cho nó độ một tháng đi. Liệu một tháng tụi nó có coi nhau như vợ chồng thiệt không anh? Nhất cử ly. Mà cái đó bây giờ thằng Mạnh nó ngon rồi, sát sàng xa con gì nữa. Vấn đề còn lại là tốc độ. Cứ để nó tự xử lý đi. Không chừng nay mai con Thư nó từ bỏ ý định đi du học đó nghe. À, nhắc tới thằng Mạnh em mới nhớ, anh gọi nó về công ty làm việc liền đi. Chứ lại cho nó một cái chức gì đó xứng đáng làm rể của sếp chứ. Đương nhiên rồi, thiếu nó công việc của công ty rối tinh rối mù lên chứ bộ. Mấy cái dự án đang đeo đuổi ngưng trệ, không khéo là hỏng bét, hỏng ăn. Nói chung mà nói thì coi bộ không ổn rồi anh ơi. Thì mình cũng lường trước được cái chuyện này mà. Anh xuống nói chuyện với nó coi tình hình sao. Đi, đi, đi coi đi. Chú, ba chưa ngủ à? Chắc tại hồi chiều uống hơi nhiều nên hơi bị nhức đầu. Ba phải ra ngoài này một chút cho thoáng. Còn con, sao vẫn chưa ngủ? Chắc là con Thư nó phản ứng lại con phải không? Từ bé nó đã được nuông chiều thái quá nên tính tình ương bướng. Nhưng ba hy vọng con sẽ thay đổi được nó. Thật tình mà nói, mặc dù ba biết là hai đứa chưa có cảm tình nhiều với nhau, nhưng ba rất yên tâm khi thấy con làm chồng của nó. Ba đặt mốc một tháng rồi nó sẽ sang Anh học tiếp. Không phải để gây khó dễ cho con, mà là một thử thách để con có thể chinh phục được nó. Nói thật lòng, con Thư nó như một con ngựa bất ham, nhưng nếu đã khuất phục được nó thì nó sẽ rất tốt, rất chân thành. Thưa ba, con cứ tự hỏi tại sao ba mẹ lại nhanh chóng cho con cưới hoài Thư đến như vậy. Còn lý do nào khác ngoài chuyện con có lỗi với Thư không? Không có lý do nào khác đâu con. Hoài Thư là một con ngựa bất ham, ba mẹ không biết là sẽ xảy ra chuyện gì với nó nếu nó đi ra nước ngoài với cái tâm thế như thời gian qua. Mong là
con không phụ lòng tin của ba mẹ, con sẽ cầm cương được nó. Con sẽ ráng thưa ba. Thôi, khuya rồi, mình vô nhà đi. Dạ. À, còn chuyện này nữa, ngày mai con cứ đến tiếp tục làm việc ở công ty. Phòng làm việc của con ba vẫn để nguyên đó. Dạ, con cảm ơn ba. Nhưng con xin phép ba cho con tìm việc làm ở công ty khác. Ba, con nghe là con về công ty sẽ làm khó cho ba. Bởi vì mọi người ở công ty sẽ nhìn con với cương vị là con rể của ba, và vì vậy luôn được ba ưu đãi. Tuy nhiên, nếu mà con có thể làm gì phụ giúp được ba ở vòng ngoài thì ba cứ sai bảo. Con nói cũng có lý. Thôi thì tùy con. À, ba, công việc của ba dạo này sao rồi? Có cái gì đó không ổn lắm con à. Ba thấy chưa rõ lắm, nhưng ba cảm nhận được. Trong lĩnh vực nào hả ba? Dây vốn, dự thầu dự án mới, hay là tiến độ thi công các công trình đang thực hiện? Trong mọi lĩnh vực, nhất là trong tiến độ thi công. Con biết không, vừa rồi John Nguyễn đã làm cho ba một phen tá hỏa tâm tình. Sao hả ba? Ông Việt Kiều đó là bạn thân của ba mà. Đột nhiên ông ta bỏ đi biệt tích, việc thi công phải ngừng lại, trong khi ba đã bỏ tiền vô đó rất nhiều. Rồi bây giờ sao ba? Rồi ông lại xuất hiện. Ba hỏi thì ông nói là phải trở về bển vì bà mẹ bị hấp hối. Không biết có thiệt vậy không. Ba nên cẩn thận ba. Cần phải tăng cường giám sát thi công và kiểm soát thật chặt chẽ việc giải ngân. Vì vốn hoạt động của ta chủ yếu là vay ngân hàng đó. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì con e là mình không đỡ nổi đâu ba. Vì vậy mà ba muốn con quay về. Để con ghé vai gánh đỡ cho ba. Dạ, ba để con suy nghĩ thêm. Thôi, mình vô đi ngủ. Nè má, nuôi con từng đó năm trời, bây giờ coi như là mất trắng. Má, má nói chi mà toàn điều gỡ vậy? Anh hai con á, chỉ là ở rể nhà người ta thôi, chứ đâu có gì đâu mà má nói vậy. Chó chui gầm dạng, bây giờ muốn làm gì đi đâu cũng phải đợi chủ nhà cho phép. Như vậy là mất trắng rồi, làm gì phải đợi có chuyện này chuyện nọ. Má, má nói gì mà bi quan quá vậy? Cứ có thời gian rảnh á, là chắc chắn anh hai con sẽ chở chị hai qua thăm má liền, chứ có gì đâu. Thôi con ơi, quên chuyện đó đi. Nhìn cái bản mặt mẹ con nhà nó đó hả, là má dư biết anh của mày sau này sẽ khổ sở như thế nào rồi. Hà nè. Dạ. Nghe má nói nè, con á, bây giờ con phải kiếm cái thằng nào mà có gia đình làm ăn buôn bán như nhà mình đó mà lấy, chứ không có thèm quen biết cái tụi đại gia nữa nghe chưa. Má nói má cười ghê á. Má làm như người như con mà mấy đại gia chịu mới ghê á. Trời đất ơi, con nói vậy chứ má thấy mấy đứa mà chân dài chân ngắn mà mắt xanh nỏ đỏ có hơn gì con đâu. Được rồi, đã như vậy thì má quyết định con phải lấy đại gia. Má này kỳ ghê á. Thì coi.
Trời ơi, tiền điện không đã bằng tiền chi tiêu của ba mẹ con mình trong một tháng. Đây rồi. Thư ơi, Thư. Ủa, Mạnh về rồi hả con? Ba. Ủa, hôm nay ba về sớm vậy ba? Ba thấy mệt trong người nên tính về sớm nghỉ ngơi một chút. Ủa, mẹ con với Thư đâu rồi? Con về nhà thì không thấy ở nhà hết ba. Chắc chắn là lại đi hầu bóng rồi. Đi suốt như vậy mà nói là kêu mấy người giúp việc trở lại thì nhất định không chịu. Người đâu mà kỳ lạ, không ở được với người làm được bao lâu. Ba cứ để mẹ con và Thư được thoải mái đi ba. Nói chung mà nói thì hồ sơ con gửi đi mấy nơi, có chỗ nào trả lời chưa? Dạ, con vừa thấy giấy gọi của một công ty đầu tư tài chính à. Vậy hả? Chỗ nào mời được con làm việc là hên lắm. Ba biết nguyên do con không muốn làm việc ở chỗ ba là cũng có lý. Nhưng nếu như gần đây có nhiều chuyện lình xình xảy ra, mà sắp tới lại tới hạn trả nợ to đùng to đoàn của ngân hàng, thôi ba đi nghỉ đây. Ê Thư, mày nói lại coi, mày dám đi biển với tụi tao luôn hả? Ừ. Trời ơi, mày qua đêm với tụi tao luôn hả? Ừ. Ê, rồi chồng mày có làm loạn lên không vậy? Có không đó. Chứ mày không phải còn như tụi tao mà được vĩnh viễn tự do một mình đâu nha. Cười gì? Nhiều khi tao có chồng rồi tao còn tự do hơn tụi bay nữa kìa. Làm sao? Sao vậy ta? Nổ vừa thôi bồ. Tụi bay ngu lắm, không có hiểu gì hết á. Bây giờ nếu như tao đi ăn chung với tụi bay mà lỡ như tao có về trễ thì bà già tao cũng không có lo lắng thức đêm hôm để chờ cửa. Còn nếu như mà tao có vấn đề gì thì bà coi như là hết bổn phận, bởi vì con gái đã đi lấy chồng rồi. Bất cứ có vấn đề gì thì thằng chồng hờ của tao phải chịu thôi. Ủa, mình nói chồng hờ tức là tụi bay không có cái trò yêu đương ân ái ở giữa đêm hả? Ủa, mày đang nói chuyện khoa học giả tưởng đó hả? Thôi, tao không có tin đâu mày. Một trai một gái đang hừng hực lửa tình, đêm đêm ở bên nhau. Ừ. Vậy mà nói không có gì. Quả chăng á, là thằng đó bị bê á. Ừ. Bê cái con khỉ mốc, nó chả làm cho con Thư một trận tơi bời rồi đó sao? Con này, giá mà tao có một gã như chồng Thư, chắc là tao sẽ ở nhà ôm chặt lấy hắn, tận hưởng sự đê mê rạo rực rồi. Thôi 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 thôi, giờ hỏi lại nè, tụi bay có đi biển không? Nhất trí. Ok, để tao gọi điện thoại cho ba tao kiếm tiền đi biển nha. Alo, ai vậy? Thư hả? Anh Mạnh đây. Ủa, là anh đó hả? Có chuyện gì vậy? Không, không có chuyện gì. Anh chỉ muốn hỏi là khi nào em về thôi. Chắc mai mốt á. Nhưng mà cũng chưa biết là có về hay không nữa. Ủa, mà anh lấy quyền gì ra để hỏi tôi vậy? Đừng có quên, anh chỉ là chồng hờ, chồng trên danh nghĩa thôi đó nha. Đừng có chọc tức tôi nha. Bye bye chồng hờ. Ê, hả? Bây giờ thì tao tin là tụi nó không có gì với nhau hết á. Trời đất, con Thư vậy mà ngon dữ ta. Tội nghiệp chả quá ha.
Ủa mà anh lấy quyền gì ra để hỏi tôi vậy? Đừng có quên anh chỉ là chồng hờ, chồng trên danh nghĩa thôi đó nha. Đừng có chọc tức tôi nha. Bye bye chồng hờ. Ê, nghĩ cho kỹ thì chàng chồng hờ của mày cũng đẹp trai chứ bộ. Thì gớm. Vậy mà mày chê hả? Ờ. Mày mốt mày đi rồi hối đứa 9X lăn vào chết với chân ổng đó mày. Ừ. Bộ chuyển giao cho tụi này đi. Tụi này xài hộ cho. Bỏ không thì phí lấy mồ. Đúng đó. Đứa nào thích thì cứ nhào vô đi. Đây miễn phí cho luôn đó. Sao vậy? Sao lại tắt máy vậy? Có chuyện gì không? Chồng hờ gọi hả? Lâm ơi, anh có hiểu em đã đau đớn tới dùng nào khi em chẳng còn gì để trao anh nữa không? Em bất cần với chính mình, bất cần với các mối quan hệ của mình, chỉ bởi anh đã để cho em nhìn thấy cảnh thân mật giữa anh với một cô gái lạ. Vậy em đúng hay sai hả Lâm? Em muốn căm thù anh, muốn giết anh, mà sao con tim em luôn ngăn em lại? Anh thật sự là một thằng ngốc. Giờ đây thì anh hiểu rồi Thư à. Trái tim em chưa khi nào dành cho anh. Anh sẽ không làm gán được em nữa đâu. Chỉ cần em vui là anh toại nguyện rồi. Đặt ra cái mốc một tháng mới trả hộ chiếu cho con Thư để nó sang Anh tiếp tục học, không phải là để gây khó dễ cho con đâu, mà đó là một thử thách đối với con. Con hãy vì ba mẹ mà ráng chinh phục nó. Ba mẹ rất tin tưởng ở con. Đừng có ký. Đừng ký. Hạ bút ký vô, mày sẽ vĩnh viễn mất Thư đó.
Mà thật sự thì mày quả có yêu cô gái đó mà. Con không biết nghĩ vậy. Thằng Mạnh nó đâu có gì đáng chê trách đâu. Con xử sự với nó như vậy quá tệ. Soy yo.